Có thể bạn đã từng nghe về nhụy hoa nghệ Tây và những lợi ích về sức khỏe của nó, nhưng vẫn chưa biết cụ thể như thế nào. Trong một nghiên cứu thẩm định, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho biết nhụy hoa nghệ Tây có rất nhiều lợi ích tự nhiên về lâu dài. Khám phá về nhụy hoa nghệ Tây trên trang web www.marius.com. Bầu trời Kali xin kính chào quý anh chị và các bạn. Mấy bữa nay mình rất là lu bu lo về vấn đề về cái kênh YouTube của Bầu Trời Kali á. Hiện tại bây giờ nó cũng chưa được ổn định nữa các bạn. Hiện tại cái kênh của mình nó đang bị block. Có nghĩa là mọi người mà bấm trên YouTube, mọi người bấm chữ Bầu Trời Kali, mọi người sẽ không thấy cái kênh của mình. Mọi người chỉ thấy những cái video của mình thôi, mà những video toàn những video cũ không à. Mọi người không thấy được những video mới của mình khi mình post lên. Giống như các anh chị và các bạn đã subscribe kênh của mình á, khi mình post lên á là tự động nó hiện lên cái trang đầu tiên. Đúng không nè? Khi mọi người vô cái YouTube, mọi người sẽ thấy liền ngay lập tức là cái video đầu tiên, là video mới nhất mình post lên. Còn bây giờ ngược lại là mọi người không thấy cái video của mình post lên. Và cái kênh của mình khi mà mọi người tìm kiếm trên YouTube á, mọi người không nhìn thấy được cái kênh của mình. Giống như là cái hình nền của mình và cái lượng người subscribe á, mọi người không thấy được cái mục đó. Và mình đã mấy bữa nay là mình đã email rất là nhiều cho bên YouTube và họ cũng trả lời cho mình hàng ngày. Nhưng mà hầu như là những cái người trong YouTube á là họ chỉ trả lời cho mình là những cái người đó là họ chỉ trả lời những cái câu hỏi thông thường mà thôi. Giống như những cái thắc mắc không thường ngoài kia, nhưng mà cái kênh của mình hiện tại đang bị vấn đề này và họ không giải quyết được các bạn. Họ cứ mình nói cái câu này hoặc là mình nhờ bạn của mình, giống như Kỳ đi, Kỳ trên Sang Văn á, giỗi tiếng Anh á, thì nó cũng viết phụ với mình, hỗ trợ cho mình để mà viết vô, nhưng mà họ hầu như họ không hiểu. Mà họ có hiểu, có một vài email họ hiểu những ý mình nói, mình có đưa những cái tấm hình chụp làm bằng chứng này kia các thứ, nhưng mà họ hiểu nhưng mà họ không giải quyết được. Họ cứ kêu mình làm cái này, làm cái kia, làm nọ, mà hầu như là tất cả mọi thứ mình đã làm. Và cái kênh của mình hiện tại bây giờ mình đã vào bên trong là mình thấy là tất cả mọi thứ nó bình thường. Mình đã kiểm soát tốt cái kênh của mình. Password này kia mình đã thay đổi hết, tất cả mọi thứ mình đã kiểm soát tốt. Tuy nhiên nó bị hai cái trường hợp mà hồi nãy mình có nói các bạn á. Thứ nhất là mình post video lên mọi người không thấy. Thứ hai là mọi người tìm cái kênh của mình trên YouTube mọi người cũng không thấy luôn. Và chính vì cái điều đó nó đã bị ẩn cái kênh mình đi. Và nó bị mất cái tương tác với khán giả, cho nên là mình post cái clip lên là mọi người không có thấy được những cái video mới mà mình post lên. Chính vì vậy mình làm cái video này để mình thông báo với tất cả khán giả, với những cô chú anh chị và các bạn yêu mến cái kênh Bầu Trời Kali của mình, thì mình có một cái kênh thứ hai, đó là cái kênh Bầu Trời Kali Channel, là cái kênh mình đưa cái hình nền mà có cái hình nền cái hình xăm của mình đó. Thì cái kênh đó cũng là của mình luôn. Để mình nói như vậy để cho các bạn là không có nghi ngờ là ở đây là một cái kênh giả ha mọi người ha. Các anh chị và các bạn yêu mến mình thì thấy bây giờ không những là mình post video trên cái kênh chính của mình là Bầu Trời Kali, mình post luôn cái kênh phụ của mình là Bầu Trời Kali Channel. Để chi? Để hai kênh có thể thấy được video. Khán giả này ông thấy trong cái kênh chính thì cũng thấy bên kênh phụ. Thì các bạn subscribe vào cái kênh phụ của mình, đặt bấm nút đăng ký và bấm vào cái chuông để mà nhận cái thông báo mới của cái kênh phụ của mình là Bầu Trời Kali Channel, để khi mình trong cái thời gian này mình đang làm việc với họ thì mình sẽ post những cái video mới lên. Mình post một lúc hai kênh luôn để mọi người có thể xem được những video mới của Bầu Trời Kali. Đây là một cái việc mà ngoài ý muốn. Thì có một vài người cũng bị y chang mình luôn. Mình thấy khán giả comment là nói là có anh đó là đang bị y chang vậy. Cái mình vào mình xem cái video của ảnh thì mình thấy là đúng rồi, ảnh bị y chang mình, không khác một chút nào luôn các bạn. Bấm vào cài đặt gì đó như lần trước mình kể đó, y chang luôn. Và ảnh bị hack. Nhưng mà ảnh có người quen giúp họ ảnh này kia để mà ảnh khôi phục lại cái kênh, và ảnh làm lại cái kênh, kênh ảnh hoàn toàn bình thường. Còn cái kênh của mình thì hiện tại vẫn gần đang bị cái vấn đề đó. Nếu như mà các bạn hoặc các anh chị nào mà rành á, mà biết về vấn đề mình đang bị trải qua thì có thể help cho mình, giúp cho mình ha. Thì có thể comment bên dưới hoặc là nhắn tin qua Facebook cùng tên là Bầu Trời Kali để mà có thể giúp cho mình. Còn hiện tại bây giờ thì mình vẫn đang chờ những cái email mới của bên YouTube, bên mà quản lý. Thực ra thì
không phải riêng mình mà bị cái vấn đề này đâu mọi người ạ. À, những ai mà có thể là những cái kênh YouTube mà đều đã, mình nghĩ là đa số tấn công hacker nó đều tấn công những cái kênh này hết, những cái kênh YouTube hết. Tuy nhiên á, là bị dính hay không là do mình, do bản thân mình. Tại vì nhiều khi mình sơ suất á, mình chủ quan á, là mình sẽ bị dính liền. Nhưng mà nếu mà ai có những kinh nghiệm giống như bây giờ mình đã trải qua cái kinh nghiệm rồi, đây là một cái kinh nghiệm mọi người ha, thì mình đã trải qua kinh nghiệm mà chắc chắn là lần sau mình sẽ không bao giờ mình dính lại. Thì những cái người đó họ muốn hack những cái kênh mình đi ngoài nhằm cái những cái mục đích gì thì mình không bao giờ mình biết được. Nó có nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như phá mình hay là xâm chiếm tài khoản của mình để lấy tiền, ví dụ vậy, thì hoặc là lừa gạt những khán giả, những cái fan hâm mộ, thì mình cũng không biết được cái lý do. Tuy nhiên thì mình đã trải qua rồi, thì mấy bữa nay thì mình cũng rất là buồn, tại vì cuối năm rồi mà nó trải qua nhiều chuyện quá, rất là nhiều chuyện nó trải qua, rồi kênh mình này kia làm cho mình cảm thấy mình buồn và mình hơi nản luôn á. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng mình khôi phục lại cái kênh của mình thôi. Mình sẽ cố gắng lại để mình lấy được lại cái tinh thần lại. Và đây là bữa nay mình làm cái clip này là ngày 28 Tết ở bên Mỹ. Thì thật ra các bạn thấy mình ở con mình thì nhà cửa thì nó cũng y chang vậy đó. Không có bông hoa hay là cũng không có đồ ăn Tết, nhiều khi nhà cũng không có gì hết trơn các bạn. Rồi gặp vô cái sự cố này nữa cho năm nay mình cũng chán lắm, mình cũng không muốn gì mà mình có một thân mình. Hỏi các bạn giờ nấu nướng, nấu này kia đồ Tết, ví dụ như một cái bánh tét, mua cái bánh tét giờ ăn cũng hết nữa. Chứ đừng nói chi mà mua lần cặp hoặc là dưa hấu ra hoa quả rồi cây mai cây đồ trưng lên. Các bạn thấy nó nhiều cái nó cũng hơi buồn. Cho nên là thôi kệ, cố gắng vượt qua cái thời gian này. Thì mình chỉ mong là tất cả khán giả mà mến Bầu Trời Kali thì tiếp tục đồng hành với mình. Thì cái chuyện này là chắc chắn là nó sẽ giải quyết được thôi. Nó không có phải là gì hết. Tại vì cái kênh YouTube của mình đã gây dựng nó từ một con số 0 để mà đi lên mà. Và mình là chủ nhân của nó, cho nên mình sẽ sở hữu được nó thôi. Chắc chắn nó không mất gì hết. Nhưng mà nó xảy ra nhiều cái, những chuyện xui trong cuối năm rồi. Xảy ra những cái chuyện này mình sợ là mình sẽ mất đi cái sự tương tác của khán giả, những người yêu mến mình. Ví dụ như chờ những video của mình mới lên mà mình post lên, các bạn thấy hiện tại giờ mình, thậm chí mình luôn nè, mình tải video lên, mình ngồi đây mình bật cái tivi lên mình xem, mình bấm vô chữ Bầu Trời Kali cái kênh của mình, nó không thấy luôn, không thấy cái video của mình luôn, mà không thấy cái kênh của mình luôn nữa, không thấy luôn. Rồi sao, rồi làm sao để mình xem được trên tivi đây? Rồi xong cái bấm net mà cũng và toàn video cũ không à, video mới nó không ra. Thì cho nên nó, những khán giả mà nhiều khi những cô chú anh chị mà lớn tuổi ở nhà thường xuyên mà xem tivi á, những cô chú không có biết, cứ nghĩ là Bầu Trời không có Kali, không có post clip lên, nhưng mà thực ra mình có post nhưng mà họ không thấy, mà họ cũng không biết làm cách nào để mà xem nữa, mà bây giờ mình cũng không biết làm cách nào luôn. Cho nên nó là những cái bây giờ cái trường hợp mà xảy ra như vậy, các bạn biết sao không? Mình lấy cái phone mình ra, mình bấm YouTube ha, mình tìm ngay cái video của mình mới post lên đó, sau đó mình connect cái phone và cái tivi lại, giống như cái phone là cái remote vậy đó, bấm vô một cái thì mình bấm vô video nó chạy lên, cái nó chạy lên tivi, thì đó vậy thôi, chỉ còn cách đó thôi. Chứ còn hoặc là nó sẽ hiện lên các bạn, chứ không phải nó không hiện, nó hiện lên nhưng mà khoảng chừng qua ngày mai hoặc ngày mốt nó mới hiện lên, chứ nó không hiện liền. Đúng ra nó phải hiện liền cho mọi người xem, nhưng mà cái này nó không phải nữa, nó đang bị ẩn đi và nó làm mà ảnh hưởng đến cái kênh YouTube của mình rất là nhiều. Cho nên là mình chỉ hy vọng là khán giả cứ tiếp tục đồng hành với Bầu Trời Kali và mình sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn. Như mình đã nói rồi, YouTube là cái công việc chính của mình, cho nên làm gì làm mình sẽ không bao giờ mình bỏ nó. Và mình chỉ hy vọng là tất cả khán giả khắp nơi là tiếp tục đồng hành với Bầu Trời Kali và cùng với mình để mà vượt qua những sự cố này. Và Tết đến rồi, mẹ mình á, bên Boston nó kêu không ấy con bay về Boston ăn Tết đi, chứ còn bên đây có một mình à, rồi con cái thăm cũng không được nữa, mùa dịch nó đâu thăm được đâu, rồi không ấy con qua bên đó con ăn Tết đi. Thì mình cũng thấy là bây giờ qua cũng được, nhưng mà dịch giết này kia nó cũng ảnh hưởng rồi, nó sợ gì khi nó cách ly này kia cách nọ. Rồi mình cũng muốn quay cái khung cảnh Tết ở bên Nam Cali này để cho mọi người xem nữa.
Ví dụ như là những cái ngày giáp Tết rồi những ngày mùng 1, mùng 2 mà bây giờ tinh thần của mình hơi bị suy sụp chút xíu. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người xem mùng 1, mùng 2 Tết ở bên này, những cô chú anh chị người Việt Nam của mình ở ngoài cái khu người Việt Nam đông nhất tại Nam Cali này. Hầu như là mình nghĩ chắc đông nhất tại nước Mỹ luôn á, chứ có người nói là San Jose nhiều người nhờ nhiều người người Việt hơn. Nhưng mà theo mình thấy ngay cái Phước Lộc Thọ, ngay cái Lido Sài Gòn này mình thấy nhiều người Việt rất là đông, cực kỳ đông luôn. Thì không biết làm sao thì mình không biết, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình chia sẻ những cái khung cảnh Tết đó cho mọi người xem. Còn cái Tết của mình ở đây thì chắc chắn là mình theo mình nghĩ chắc cũng y chang vậy. Có thể là qua nhà anh Đạt chơi, hoặc là nhà ai đó thân quen là mình ghé qua mình chơi. Chứ còn bây giờ ở bên đây thì có mình cũng không có nấu nướng gì, còn nhiều khi đồ Tết mình cũng không mua về, có cây tắc mình để phía trước thôi, chứ ngoài cái đó là thôi không có gì đó, để cũng hơi buồn chút xíu. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng mình quay những cái video cho các bạn xem và tất cả mọi người xem, và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với bầu trời Cali nha. Ok, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng và sức khỏe. Mọi người không thấy những video mình post lên thì các bạn có thể bấm vào thẳng cái kênh của mình, bấm vào một cái video cũ, một video cũ bất kỳ video nào cũng được, bấm vào mọi người sẽ thấy cái kênh của mình, và bấm vào cái kênh của mình thì mọi người sẽ thấy những video của mình, và mọi người thấy được những video mới nó nằm ở trên cùng. Thì chỉ còn cách đó thôi, chứ còn nó không có chia sẻ cho mọi người được. Còn ai ở nhà, có cô chú anh chị mà ở nhà mà không xem được trên TV á, thì có thể chịu khó cầm cái điện thoại lên, bấm trên YouTube và bấm cái kênh của mình, và bấm video cũ giống như vậy á, bấm video cũ của mình bấm vào và tìm video mới và bắt đầu connect giữa cái điện thoại và cái TV, và có thể mình có thể xem được để giải trí cho vui và ủng hộ một trời Cali nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Mình sẽ cố gắng mình khắc phục cái kênh của mình càng sớm càng tốt, và khi có rồi mình sẽ thông báo cho mọi người nghe. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại.